Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến những cuốn video chúng ta thưởng thức nét đẹp của bonsai tại triển lãm sinh vật cảnh thị xã Sơn Tây. Mừng xuân Nhâm Dần 2022 được tổ chức tại thành cổ Sơn Tây. Mở đầu cuốn video này tôi giới thiệu với các bạn một tác phẩm cóc. Vâng, một cây cóc bonsai. Cái đường nét của cái thân được đánh giá là đây là một trong những cái cây mà tầm nhỏ một người bê nhẹ nhàng, có cái nét thân rất là quái luôn các bác ạ. Và phải nói ngắm những trái cóc với một cái vóc dáng của một cây cóc tầm nhỏ đẹp quá. Chơi những cây này đúng là không thể chán được. Và tôi vẫn nói vui với anh em yêu bonsai là ta chơi những cái tác phẩm nào mà bản thân ta rất thích, chơi không chán thì chắc chắn bán sẽ có lại. Và đó là cây cóc của anh chủ nhân là Chu Quang Tuyến, đến từ phường Trung Hưng. Và đây là phía bên phải của cây cóc. Rồi, chơi những cái tầm nhỏ xinh xinh như này di chuyển rất dễ dàng. Và cũng nói về cây cóc, chủ nhân Chu Quang Tuyến còn có một cây thứ hai nữa đây. Đấy. Nhìn ở phía dưới này chúng ta có cảm tưởng như là củ sắn, đùm củ sắn. Đấy. Miền Nam gọi là củ mì. Và đây là cây me. Và chúng ta đến với cây ổi ta. Và cây tầm nhỏ. Chủ nhân là Hà Phương. Và chúng ta đến với cây si.
Vâng, nhìn cây si cũng khá đẹp đấy. Cây này làm thêm độ 1 2 năm nữa nó răm nó dày lên nữa thì tuyệt vời lắm. Ghi luôn là thành này này. Đẹp quá. Ờ đúng rồi, lấy cái bút dạ ghi số mỗi số điện thoại vào thành là xong. Rồi ghi thế mất cây chết bác ạ. Anh ấy, chủ nhân cây si anh ấy bảo là đăng số điện thoại lên sợ mất cây. Rồi. Vâng, ở vị trí này chúng ta thấy có cây dưới. Và ngắm cái vỏ da thân cái cây dưới này, giả mốc hoa cau hết này. Đấy, thân cây cau nào nó như thế. Vâng, và đây là cây mộc bonsai. À, một cái phong trào chơi mộc trong suốt thời gian vừa qua là Canh cũng có sưu tầm rất nhiều. À, những gốc mộc bonsai mà hai người bê được như thế này chơi cũng rất là tốt đấy. À, mình có thể để bất cứ ở trong cái không gian, trong cái sân vườn nhà mình không được rộng lắm để ta cứ chơi những cây nhỏ. Vâng, anh Điệp Mộc Hương còn có một cái cây thị. Đây là những cái cây thị tầm nhỏ mà có cái đường nét thân rất là quái trong cái phần mà cơi rễ lên để làm thân. Nguyên bản là trước kia để vào cái chậu nhỏ. Chậu nhỏ, toàn bộ cái vanh rễ này là theo cái đường chậu nhỏ. Đấy. Và chúng ta đến với cây dưới dáng thác đổ. Đây là cây lộc vừng. Vâng, tác phẩm hoa giấy.
cây riêng mà. Và chúng ta đến với một tác phẩm xanh. Tác phẩm Lộc Vừng. Vâng, cây lục vừng có cái tay một bay dáng hoành ra đẹp quá. Cây cũng khá già rồi. Vâng, tiếp đến một cây tường vi. Cây tường vi của Trần Thanh Yên. Và đây là cây hoa giấy cũng của anh Trần Thanh Yên. Vâng, chúng ta đến tiếp với một cây tùng cối. Cây tùng cối dáng trực nhìn cũng rất là thanh cao, rất hay đấy. Cây tùng cối của anh Phùng Văn Lục. Và để kết thúc cuốn video này, chúng ta thưởng thức tiếp một cây tùng La Hán nữa. Cây tùng La Hán cũng của ông Phùng Văn Lục.
Vâng, và tới thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video tại đây để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Chương trình tham quan triển lãm sinh vật cảnh tại thành cổ Sơn Tây, Hà Nội nhân dịp đón xuân Nhâm Dần. Triển lãm sẽ được diễn ra khai mạc vào ngày hôm nay là ngày 26 tháng 1 cho đến ngày mùng 10 tháng 2. Vâng. 14 ngày. Mời các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi ở những cuốn video sau.